Hôm nay được bên Nguyễn Dẫn Phước Sửu đi thăm một cái dự án rất là đẹp tại Nhà Bè, một cái dự án của công ty Kiến Á, phong bên Nguyễn. Dự án tên là La Villa phải không? Thì một cái cảnh quan rất là đẹp bên Nguyễn, cũng có hồ nè, rồi cây cối rất là xanh tươi thoáng mát. Và bên Nguyễn có thể là chi tiết sơ qua về cái dự án này cho cả nhà nắm được tí được hay không? Bên Nguyễn xin chào Phước Sửu cũng như là các anh chị đang theo dõi video clip. Thì nói đến thị trường, cái gì tên thương hiệu thương mại của dự án này thì có rất là nhiều anh chị bị nhầm lẫn. Đó là dự án, một số anh chị nói là đây là dự án có tên là La Vida hay là La Villa vậy em. Nếu như mà chúng ta tìm hiểu cái dự án La Vida thì chúng ta sẽ thấy là tại khu vực ngã tư Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, chúng ta sẽ có một cái cụm chung cư La Vida của chủ đầu tư Quốc Cường Gia Lai. Còn hiện tại dự án nhà thấp tầng khu Nam thì chắc chắn là chúng ta phải nhắc đến thương hiệu là dự án La Villa của chủ đầu tư Kiến Á. Thì đây là dự án nhà thấp tầng, có thể nói là một trong dự án nhà thấp tầng đầu tiên gọi là có thiết kế về cái phân khúc sản phẩm phù hợp với người tiêu dùng, và đặc biệt là những anh chị khách hàng trong khoảng thu nhập từ 9 cho tới khoảng 15 tỷ. Thì đối với thị trường hiện tại thì nếu như mà chúng ta sở hữu một cái dòng sản phẩm căn hộ cao cấp đi thì khung giá cũng khoảng này rồi. Thì tuy nhiên thì nếu như chúng ta thích cái dòng sản phẩm nhà thấp tầng trong phân khúc từ 9 tới 15 tỷ thì La Villa Kiến Á là một trong những sản phẩm đáng đầu tư cũng như là đáng an cư nhất trên thị trường hiện nay. Dạ, bởi vì đây là một cái dự án có cái khu vực mảng xanh rất là rộng lớn, và cộng thêm là cái hạ tầng rất là đồng bộ rồi. Cũng như là từ cái vị trí này chúng ta di chuyển về khu vực trung tâm quận nhất thông qua trục đường Nguyễn Hữu Thọ thì rất là nhanh chóng. Thì đó là một trong những cái lý do mà chúng ta sở hữu tại đây, và đặc biệt là anh chị nào mà chúng ta có nhu cầu ở thực, chúng ta rất là quan tâm về vấn đề pháp lý đối với sản phẩm nhà thấp tầng tại khu Nam Sài Gòn thì đây là một cái dự án đã có sổ hồng riêng. Thì chúng ta mua rất là an tâm, chúng ta có thể an tâm về vấn đề sở hữu. Cảm ơn bên Nguyễn, những cái chia sẻ cực kỳ là hấp dẫn. Quý anh chị ở đây là cần những cái thông tin lắm. Thì Phước Sửu hỏi bên Nguyễn một tí xíu nha. Thì dọc theo cái khu dân cư này á, là Phước Sửu đi thì thấy rất là nhiều cái hệ thống gọi là rạch nè, sông và có cái hồ cảnh quan nữa. Thì bên Nguyễn cho biết là cái vị trí của dự án này nó có cái sông ngoài như thế nào và nó có cái cảnh quan như vậy thì nó giúp điều tiết khí hậu tốt hay không? Cảm ơn Phước Sửu. Thì thật sự nếu như mà chúng ta từ cái cổng dự án chạy tại trục đường Nguyễn Hữu Thọ, chúng ta bước vào cổng dự án thôi thì rõ ràng chúng ta thấy một cái không gian rất là khác, khá là yên tĩnh. Thứ hai nữa là ở đây được bố trí rất là nhiều sông và hồ tự nhiên tại dự án này, cho nên là cũng như là cái sự nhà thấp tầng ở vị trí này rất là nhiều, chúng ta không có nhiều cái cụm căn hộ cao tầng ở đây, cho nên là cái sự lưu thông về gió nè, rồi về cái sự thoáng mát về mặt nước nè, về cảnh quan xanh rất là mát mắt. Thì thật sự là đây là chia sẻ thật với anh chị là sau cái đại dịch Covid vừa rồi á, thì giá nhà tại đây cũng như là cái tỷ lệ lấp đầy tại khu vực La Villa Kiến Á này rất là nhiều, tăng đột biến luôn. Rất là nhiều anh chị chuyển từ chung cư xuống bởi vì an toàn, thoáng mát và cái hệ thống tiện ích cảnh quan đầy đủ để người ta ở đây. Bên Nguyễn ơi, bên Nguyễn cùng với Phước Sửu có thể là đi tham khảo một vài cái diện tích của cái khu dân cư này được không bên Nguyễn? Ở đây thì nếu như mà sản phẩm nhà phố thì chúng ta có đa số là 6 x 17 hoặc là 6 x 18 đó các anh chị. Nhà một trệt hai lầu. Và được thiết kế theo một cái mẫu giống nhau phải không Nguyễn? Cảm giác như nó rất là sang trọng nè. Và thô bên trong nó tạo nên sự đồng bộ. Ở đây đó thì gọi là một cái khu khép kín phòng bên Nguyễn, được là bảo vệ an ninh khép kín và gần như là bảo vệ 24/24 phòng bên Nguyễn. Thì ngoài những cái căn nhà phố giống như bên Nguyễn giới thiệu đó thì ở đây có những cái biệt thự ven sông hay là những cái dinh thự gì không bên Nguyễn? Ở dự án này có một cái phân khúc rất là đặc biệt, đó là 20 căn biệt thự đơn lập La Villa WO với một mặt trước là khu vực tiền đường chính và mặt sau là giáp cái sông rất là lớn. Thì nó tạo nên đối lưu và giá hiện tại một cái sản phẩm ở đây thì nó dao động tầm khoảng từ 70 đến 85 tỷ một căn. Sản phẩm rất là giá trị cũng như là nâng tầm cư dân tại khu vực này cũng như là an ninh. Một cái sản phẩm mà khá là đắc địa hiện tại. Đúng rồi, gọi là nó xác lập một cái mức giá mới tại khu vực này và đặc biệt là nó hình thành một cái khu dân cư là đẳng cấp phong bên Nguyễn. Thay vì một cái gọi là cái khu nhà bè gọi là còn rất là nhiều dừa nước thì ở đây là một những cái khu Phước Sửu thấy là nó còn thay đổi thay da đổi thịt rất là nhiều và dự kiến là nó xứng tầm sắp tới trở thành một cái thành phố Nam Sài Gòn trong lòng thành phố Sài Gòn phải không? Dạ đúng rồi Phước Sửu, tại vì nếu như mà chúng ta thấy là tại khu Nam thì có khoảng là 4 đến 5 chủ đầu tư lớn thôi. Đầu tiên đó là Phú Mỹ Hưng, thứ hai là chủ đầu tư Kiến Á này, thứ ba là chủ đầu tư Phú Long,
Và thứ tư là chúng ta có thể nói là chủ đầu tư Z Metro City với dự án Z vừa rồi cũng được chia sẻ với anh Phước Sủ rồi đó. Vâng. Những chủ đầu tư lớn này họ rất là có tâm trong việc phát triển hạ tầng cũng như là phát triển một khu dân cư đồng bộ phục vụ nhu cầu sống cũng như là những cái nhu cầu sinh hoạt và phát triển lâu dài của cư dân tại khu Nam Sài Gòn. Thì đó là lý do là những cái bất động sản tại khu vực này sẽ rất là tiềm năng và tăng giá trong tương lai. Được cùng với bên Nguyễn dạo trên những con đường của khu dân cư La Villa, Phước Sủ thấy ở đây lòng đường của cái khu dân cư này rất là rộng ở bên Nguyễn, hai bên xe đậu và có thể là di chuyển hai xe tránh nhau được nữa luôn, là coi như lòng đường rất là rộng. Và một cái điều đặc biệt ở đây là cảnh quan thiết kế ở đây rất là tốt, và tất cả những cái loại hoa luôn, như mà bên Nguyễn có thể là nhìn thấy là hai bên lề đường là rất là nhiều trồng cây cảnh vông. Và một cái điều đặc biệt ở đây là chủ đầu tư trồng luôn hay sao, nhưng tại là thấy là rất là nhiều cây nó hơi tự giống nhau. Quan ở đây thì đầu tiên cũng được chủ đầu tư bố trí rất là gọi là đồng bộ ngay từ đầu, nhưng mà một số cư dân thì trong quá trình về đây sinh hoạt thì cũng có phát triển thêm một cái dòng một số cái cây xanh theo nhu cầu của mình, thì cho nên cảnh quan này có một số loại hoa đồng bộ và một số cái cây xanh mà gia chủ để thêm vào. Cho Phước Sủ thắc mắc một tí xíu là với cái tầm và những cái căn biệt thự mà khi nãy bên Nguyễn có nói là từ 70 đến 80 tỷ, thì có những cái dòng sản phẩm nào phù hợp với lại là những cái người gọi là vừa túi tiền hay không, là sản phẩm vừa phải á? Dạ, hiện tại thì nếu như mà chúng ta mua ở đây thì có hai loại thôi. Một là chúng ta mua cái dạng nhà thô ngay từ đầu, hoặc là chúng ta mua cái dòng sản phẩm mà gọi là khách hàng đã ở rồi và hiện tại họ có nhu cầu bán lại. Đó thì giá dao động hiện tại dao động tầm khoảng từ 13 cho tới 15 tỷ một căn. 13 đến 15 tỷ ha. Dạ, 6 x 17 một trệt hai lầu. Dạ. Thì khoảng đó nên chúng ta mua an cư thì em nghĩ là vị trí này rất là tốt. Dạ. Với bên Nguyễn ơi, có một cái điều đặc biệt khi mà khách hàng chọn lựa một sản phẩm đó là về pháp lý, thì cho hỏi cái pháp lý của cái dự án này tới đâu rồi và mua bán thì có những giấy tờ gì? Hiện tại là pháp lý ở đây thì đã là có sổ hồng riêng của từng căn rồi, cho nên khi chúng ta mua thì chúng ta chỉ cần thống nhất giá bán hai bên, sau đó chúng ta ra phòng công chứng và sau đó chúng ta đăng ký biến động thôi. Vậy là tuyệt vời. Sổ hồng thì cư dân thôi chứ cũng rất là đơn giản thôi, tại vì đã có sổ hồng riêng hết rồi, chúng ta không quan tâm nhiều về vấn đề pháp lý nữa. Chắc chắn là người Việt Nam thì sở hữu lâu dài đối với sản phẩm nhà phố La Villa của chủ đầu tư Kiên Á này. Dạ. Hy vọng là những cái thông tin vừa rồi sẽ giúp các anh chị chúng ta có một cái góc nhìn về cái sản phẩm nhà thấp tầng trong phân khúc từ khoảng 9 tới 15 tỷ trong giai đoạn này. Thì nếu như mà anh chị có nhu cầu tìm hiểu về cái sản phẩm này để an cư hay để đầu tư lâu dài, khi mà thị trường Nam Sài Gòn có rất là nhiều cái dự án mới đang triển khai, nó làm tăng biên độ giá lên đó, thì các anh chị vui lòng liên hệ bên Nguyễn cũng như là anh Phước Sủ để có thể gọi là gửi đến tất cả các anh chị một số thông tin những cái sản phẩm giá tốt để các anh chị cập nhật tham khảo trong cái giỏ hàng để mà an cư hoặc đầu tư của mình. Một lần nữa thì xin chào và cảm ơn các anh chị rất nhiều ạ. Xin chào.